Chào các em, đến với tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn địa lý 8. Tiết ôn tập ngày hôm nay gồm có 2 phần chính. Phần 1 la mã lý thuyết, phần 2 la mã là bài tập. Ở trong phần lý thuyết thì các em cần củng cố lại kiến thức của một số bài, bao gồm có bài 1 vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản, bài 2 khí hậu châu Á, bài 3 sông ngòi và cảnh quan châu Á. Trong phần 2 bài tập thì các em cần có kỹ năng đọc và phân tích các bản đồ trong tập bản đồ địa lý 8 ở các trang 4, 5 và 8. Lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á và kỹ năng đọc, phân tích bảng số liệu về dân số. Đầu tiên là phần 1 La Mã lý thuyết. Để củng cố lại kiến thức của bài 1, bài 2 và bài 3 thì cô có một số câu hỏi như sau. Câu số 1: nêu các đặc điểm về vị trí địa lý, kích thước của lãnh thổ châu Á. Câu số 2: nêu các đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á. Câu số 3: trình bày sự phân bố, đặc điểm các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở châu Á. Câu số 4: sông ngòi châu Á có những thuận lợi gì để phát triển kinh tế? Nguyên nhân nào làm cho nguồn nước sông ở Việt Nam bị ô nhiễm? Phần 2 La Mã bài tập. Câu số 1: dựa vào tập bản đồ địa lý 8, trang 5, hãy kể tên các đới khí hậu châu Á theo chiều từ Bắc xuống Nam và giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia ra nhiều đới khí hậu như vậy. Trước hết các em cần đọc bảng chú giải để chúng ta biết được là các đới khí hậu có ký hiệu là gì. Và sau khi đọc bảng chú giải chúng ta sẽ thấy là các đới khí hậu sẽ có ký hiệu là các số La Mã. Và các em sẽ chú ý đến ký hiệu của ranh giới giữa các đới khí hậu là đường màu đỏ. Như vậy theo chiều từ Bắc xuống Nam, châu Á sẽ có các đới khí hậu như sau. Một La Mã, đới khí hậu cực và cận cực. 2 La Mã, đới khí hậu ôn đới. 3 La Mã, đới khí hậu cận nhiệt. 4 La Mã, đới khí hậu nhiệt đới. Và 5 La Mã, đới khí hậu xích đạo. Châu Á có nhiều đới khí hậu như vậy là do lãnh thổ của châu Á trải dài từ vùng cực Bắc cho đến vùng xích đạo. Câu số 2: hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào, mỗi chủng tộc phân bố chủ yếu ở những khu vực nào và dân cư Việt Nam thuộc chủng tộc nào. Các em sẽ đọc lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á. Chúng ta sẽ đọc bảng chú giải. Chúng ta sẽ thấy là chủng tộc Europeoid được thể hiện bằng các chấm màu xanh, chủng tộc Mongoloid được thể hiện bằng các chấm màu cam và chủng tộc Australoid được thể hiện bằng các chấm màu tím. Như vậy, sau khi đọc lược đồ, chúng ta sẽ xác định được dân cư châu Á thuộc 3 chủng tộc, đó là Mongoloid, Europeoid và Australoid, nhưng chủ yếu là thuộc chủng tộc Mongoloid và Europeoid. Về sự phân bố của các chủng tộc, thì chủng tộc Mongoloid sẽ phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á. Chủng tộc Europeoid sẽ phân bố chủ yếu ở Trung Á, Nam Á và Tây Nam Á. Chủng tộc Australoid chiếm tỷ lệ rất nhỏ và nó phân bố chủ yếu ở phía Nam của đất nước Ấn Độ. Dân cư Việt Nam thuộc chủng tộc Mongoloid hay còn gọi là người da vàng. Câu số 3: dựa vào tập bản đồ địa lý 8, trang 8, hãy xác định các khu vực có mật độ dân số dưới 1 người trên 1 km vuông. Giải thích vì sao các khu vực đó thưa dân. Đọc bảng chú giải chúng ta sẽ thấy mật độ dân số dưới 1 người trên 1 km vuông được thể hiện bằng màu vàng nhạt. Như vậy, nơi phân bố bao gồm có phía Bắc Liên bang Nga, phía Tây Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Afghanistan, Pakistan, Oman, vân vân. Giải thích: vì khí hậu ở những nơi này khắc nghiệt, giá lạnh hoặc khô hạn,
địa hình núi cao hiểm trở hoặc là hoang mạc, sông ngòi thì thưa thớt. Câu 4. Dựa vào tập bản đồ địa lý 8, trang 8, hãy xác định các khu vực có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông và giải thích vì sao các khu vực đó đông dân. Chúng ta cũng đọc bảng chú giải và chúng ta sẽ xác định được mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông bao gồm có hai màu sắc. Thứ nhất là màu hồng nhạt, mật độ từ 100 đến 200 người, và thứ hai là màu hồng đậm trên 200 người. Như vậy, nơi phân bố bao gồm có ven biển Trung Quốc, Nhật Bản và ven biển Ấn Độ, vân vân. Giải thích: khí hậu ở những nơi này là khí hậu ôn đới hải dương hoặc là nhiệt đới gió mùa. Địa hình đồng bằng màu mỡ, sông ngòi thì dày đặc. Những nơi này thì khai thác lâu đời và tập trung rất nhiều đô thị lớn. Câu số 5. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét sự gia tăng dân số châu Á trong giai đoạn từ năm 1800 đến năm 2002. Ở trong một bài nhận xét thì các em cần nêu được 3 phần. Phần thứ nhất là nhận xét khái quát, phần thứ hai nhận xét cụ thể và phần thứ ba là kết luận. Như vậy, đọc bảng số liệu ở trên, chúng ta có thể nhận xét khái quát như sau. Từ năm 1800 đến năm 2002, dân số châu Á tăng liên tục nhưng không đều. Các em lưu ý, trong phần nhận xét khái quát, chúng ta cần ghi được thời gian. Thời gian ở đây là năm đầu và năm cuối trong bảng số liệu. Đến phần nhận xét cụ thể, thì dựa vào số 5, chúng ta có thể chia ra thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 1800 đến năm 1900, trong vòng 100 năm, thì số dân từ 600 triệu người đã tăng lên 880 triệu người, tăng thêm được 280 triệu người. Mình sẽ thực hiện phép tính trừ, lấy 880 trừ đi 600. Và cũng trong giai đoạn này thì số dân tăng gấp 1,5 lần. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia, lấy 880 chia cho 600. Và giai đoạn thứ hai, từ năm 1900 đến năm 2002, diễn ra trong vòng 102 năm. Số dân từ 880 triệu người tăng lên 3 tỷ 766 triệu người, đã tăng thêm được 2 tỷ 886 triệu người và tăng gấp 4,3 lần. Chúng ta cũng thực hiện phép tính trừ và phép tính chia. Như vậy, trong giai đoạn 1, chúng ta phải mất 100 năm để tăng thêm được 1,5 lần. Và trong giai đoạn 2, cũng trong vòng 102 năm, chúng ta tăng gấp 4,3 lần. Như vậy, chúng ta sẽ có kết luận như sau. Thời gian để dân số tăng lên gấp đôi ngày càng rút ngắn lại. Như vậy, chúng ta đã vừa ôn tập lại một số kiến thức lý thuyết cũng như là làm các bài tập. Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt.